Các bạn thân mến, xin giới thiệu cùng các bạn bài viết của cựu chiến binh Nguyễn Kim Khanh có tựa đề Loạn ngôn Tổng thống Hoa Kỳ. Nội dung bài viết như sau. Mới đây, phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73, ông Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã có hành vi ngạo mạn và ngôn cuồng của thói sen đầm quốc tế không thể chấp nhận được khi cho rằng chủ nghĩa xã hội là căn nguyên gây ra nghèo đói, bất công và tham nhũng. Ông chỉ trích chủ nghĩa xã hội ở Venezuela và ông kêu gọi cả thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội. Ở đây, chúng ta chưa nói đến có phải chủ nghĩa xã hội có phải là căn nguyên gây ra nghèo đói, bất công và tham nhũng hay không. Chỉ cần đề cập đến sự vô trách nhiệm của ông Tổng thống Hoa Kỳ Trump trước cộng đồng quốc tế, ông ta đã vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc bởi điều một của hiến chương này đã ghi rõ thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tộc tự quyết. Được hiểu các dân tộc trên thế giới được quyền tự quyết về thể chế chính trị của đất nước mình. Thật đáng tiếc, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi sinh ra các điều luật ràng buộc mang tính pháp lý quốc tế, thì người đứng đầu nhà trắng lại sàm ngôn phát biểu sàng bày, chẳng giống ai phớt lờ các điều luật đã được quy định. Rõ ràng, ông Trump đã vô trách nhiệm với những gì mà chính Hoa Kỳ đã từng cam kết tôn trọng thể chế chính trị của mỗi nước khi kêu gọi chống các nước theo chủ nghĩa sòi. Không những thế, điều một của Hiến chương còn ghi rõ các nguyên tắc hoạt động chủ đạo của Liên Hợp Quốc quy định trong Hiến chương không can thiệp vào công việc nội bộ các nước. Một sự thật hiển nhiên, các điều luật đã được thông qua mang tính ràng buộc đã bị Mỹ vi phạm người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, chính Hoa Kỳ là kẻ gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược, trong đó có Việt Nam là nạn nhân. Hoa Kỳ cũng là kẻ gây rối tiềm năng khi phá vỡ trật tự thế giới bằng hành vi sen đầm quốc tế, luôn dở thói áp đặt cường quyền, gây chiến tranh, thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của các nước độc lập có chủ quyền bằng thứ nhân quyền lật đổ và bom đạn, gieo chết chóc đau thương đối với người dân vô tội ở các nước vì truyền thống văn hóa và tinh thần dân tộc mà họ đã tự quyết thể chế chính trị của đất nước mình. Chính hành động tự quyết này đã bị cho là cứng cổ vì không theo quỹ đạo của Mỹ, nên một loạt nước theo sau chủ nghĩa và không theo sau chủ nghĩa đã phải hứng chịu sự can thiệp thô bạo của nhà cầm quyền Mỹ bằng các đòn trừng phạt về kinh tế, kích động nổi dậy bằng các cuộc cách mạng màu và kể cả chiến tranh như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Iraq, Libya, Afghanistan, Syria là những ví dụ điển hình. Có thể nói gần 2 năm cầm quyền, Donald Trump, ông tổng thống Hoa Kỳ đang một mình chống lại cả thế giới, xóa bỏ hầu hết các hiệp định thương mại đã ký của người tiền nhiệm vì chủ nghĩa dân tộc. Ông đã thách thức với NATO, mâu thuẫn và xa lánh dần những đối tác truyền thống như Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ điều đặc biệt chống chủ nghĩa xã hội vẫn là hòn đá tảng của chính quyền mỹ vẫn được ông đang sử dụng và theo đuổi như một chính sách không thay đổi mang tính nguyên tắc của nhà cầm quyền hoa kỳ ông chung đang cố gắng định hình sắp xếp lại trật tự thế giới mới một thế giới đơn cực và chủ nghĩa bá quyền thuộc về mỹ tuy nhiên ước vọng bá quyền dựa vào chủ nghĩa dân tộc khát vọng thống trị thế giới của lãnh đạo hoa kỳ đã bị cả thế giới lên án và khước từ vì thế chủ nghĩa sòi vẫn là cái gai ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản đang cản trở vai trò lãnh đạo thống trị thế giới của Mỹ nên cần phải nhổ bỏ đó là một thực tế hôm nay ông tổng thống Hoa Kỳ lộng ngôn kêu gọi thế giới chống chủ nghĩa sòi chưa biết có nước nào có nghe theo lời dạy bảo của ông chủ nhà trắng để chống chủ nghĩa sòi hay không vì thế Việt Nam cần phải có cái nhìn thực tế cần phải cảnh giác bởi trước diễn đàn Liên Hiệp quốc sự lộc ngôn của ông chủ Nhà Trắng không phải ngẫu nhiên một câu nói bạc mạc thường thấy của cá nhân ông ta, vì ông ta với tư cách người đứng đầu nước Mỹ, một tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Rõ ràng, ông Trung đang kêu gọi chống chủ nghĩa sồi, trong đó có Việt Nam. Điều này cho thấy mặc dù quan hệ Việt-Mỹ đang có sự thăng tiến, ấm dần lên sau nỗ lực của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng thật đáng tiếc, hành vi chống Việt Nam của nhà cầm quyền Mỹ vẫn không hề thay đổi, mặc dù đây đó Mỹ vẫn xem xét, nói tôn trọng thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là đầu môi chót lưỡi của kẻ đạo đức giả, những câu từ về ngoại giao có thể khẳng định mục tiêu thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam của chính quyền Mỹ là không hề thay đổi. Vì thế, Việt Nam cần cảnh giác chấp nhận mọi thực tế hoa kỳ vừa có thể là đối tác về kinh tế vừa có thể là kẻ thù bất cứ lúc nào đó là điều nhìn thấy trước